Trong Phật giáo chúng ta đó, thì chúng ta có cái Phật giáo Nguyên Thủy và chúng ta có Phật giáo Đại Thừa và chúng ta có Phật giáo Kim Cang Thừa. Thì như vậy đó, cái pháp hành trì của Phật giáo Nguyên Thủy, của Đại Thừa và của Kim Cương Thừa đó, cái này hoàn toàn khác nhau về mặt hình thức. Cho nên á, mỗi cái pháp môn tu á, thì nó có một cái đặc biệt riêng. Vì Nguyên Thủy là nhắm vô cái việc tu hành làm sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Phật giáo Nguyên Thủy là nhắm vô chỗ đó, làm sao để thoát ly sanh tử. Cho nên á, Đức Phật thực tế mới dạy cho tăng và ni trong lúc tu hành thì đặt mục tiêu phải ra khỏi sanh tử. Mà muốn ra khỏi sanh tử thì không lệ thuộc ba việc: cơm ăn, áo mặc và chỗ nghỉ. Còn cái chỗ mà không lệ thuộc cơm ăn, áo mặc và chỗ nghỉ này đó, nó có nhiều cái quan điểm hoàn toàn khác nhau. Cái chỗ cao nhất mà không lệ thuộc này đó, thì cái trường hợp đó ta gọi là thực hành mười pháp Đầu Đà mà Đức Phật đã dạy. Ở đây là cái chỗ mà cao nhất mà chỉ có Ngài Đại Ca Diếp là cái người thực hành trọn vẹn được cái điều này. Còn những người khác cũng thực hành, nhưng mà có thể một giai đoạn, tức là một giai đoạn nào đó thôi, để trắc nghiệm cái này. Vì đây đó có thể nói là cái việc mà khó nhất. Tại sao? Là vì mọi người chúng ta đây đó chưa có được cái phước đức đầy đủ như Ngài Ma Ca Diếp. Vì Ngài đó là có một cái thân kim cương, tức là không bệnh hoạn, không ốm đau và có thể nhịn đói lâu ngày. Thì đây là cái việc quan trọng. Cho nên hành Đầu Đà là cái việc mà nói là khó nhất ở trong Đạo Phật chúng ta. Mà ai thực hiện được trọn vẹn cái này ấy, thì đắc thánh quả A-la-hán dễ dàng hơn.